Minh Hằng có màn đáp trả cực cao tay khi bị anti-fan bỉa mai cướp chồng. Mới đây, do vẫn chưa hết dư âm đám cưới, nam ca sĩ Đu Phước Thịnh nhắc lại kỷ niệm khó quên trong đám cưới Minh Hằng. Ngay dưới bài đăng, Đu Phước Thịnh và Minh Hằng thoải mái tương tác vui vẻ qua lại với nhau khi nhắc lại tình huống khó đỡ trong siêu đám cưới của nữ ca sĩ. Đáng chú ý, có một tài khoản để lại dòng bình luận kém duyên. Tài khoản này viết: cướp chồng người ta làm chồng mình nên mới phải giấu danh tính. Bức thư của chị vợ người ta gửi đến mà giả vờ nai tơ không biết của ai. Tưởng chừng Minh Hằng sẽ chọn cách ngó lơ với những bình luận kém duyên này, nhưng ngay lập tức nữ ca sĩ nhắc hẳn tên tài khoản người này vào dằn mặt, chỉ với ba từ: bớt suy diễn. Hành động thẳng thắn, tinh tế nhưng đầy thâm thúy của Minh Hằng nhận lời khen của công chúng khiến anti-fan chỉ biết im lặng. Trong suốt 6 năm yêu nhau, Minh Hằng chưa từng công khai danh tính lẫn chân dung chồng với khán giả, chỉ thi thoảng úp mở một vài khoảnh khắc với nửa kia. Nữ ca sĩ từng tâm sự cũng muốn giấu nửa kia để giúp anh ấy tránh những áp lực. Sau thời gian hẹn hò, Minh Hằng và ông xã Doanh Nhân đã chính thức về chung một nhà bằng lễ cưới hoành tráng. Được biết, chồng nữ ca sĩ hiện là phó giám đốc của một công ty dệt ở Long An, hơn cô 10 tuổi. Minh Hằng cũng tiết lộ rằng ông xã tương lai của mình là một người sâu sắc, uy tín và khi ở cạnh bạn trai, cô giống như một nữ hoàng. Bạn nghĩ sao về màn đáp trả này của Minh Hằng? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.